Chào cả nhà nhé. Đi vào nhóm em chơi uống nước, em có cây mít dai quả ngon. Cây đẹp lắm các bạn. Anh gốc 108 nhé. Thoát 18 này. Quả từ gốc ngọn. Mỗi lần nó mấy trăm quả. Ừ. Úi dồi ôi, cái tay bay này nó bay lên đây thì không biết là bao nhiêu mét nhỉ. Nhưng không lấy được. Thế cứ nói đi, thế làm sao mà cứ tút tút còn cao cái gì? Em đi ra ngoài kia đi, em ra ngoài kia. Quá đẹp luôn, cồn ngốc. Anh cắt cái cành kia, bỏ cái cành này, lấy bỏ mình bỏ cái cành này đi, lấy mỗi hai cành này vay. Tay. Tay đẹp quá bạn. Tay vầy. Cây. Cây côn. Quả sai nhớ. Trông sướng thế. Nhà ngoái cái mít kìa bạn này. Đấy. Cành gốc 108 nhá. Chỗ này 140. Cành mét 140. Côn kết quả gốc. Vành thì cái tay bay này chỗ kia nó phải 70. Đấy, chỗ chỉ hơn 70 to lắm. Phải 80 rồi. Thiên côn. Bay ra hai quả. Yêu cảnh này quá. Chốt rồi. Em ơi. Chơi.